Thôi nói đùa, nãy đại 8.000 cũng bán, nhưng mà tí nó bán 5.000 giờ. Trời đất ơi. Hello, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Minh Lầy, lộn Minh Rầu chứ quên. Bây giờ nè, mới xong chương trình dọn hàng, anh em thấy không? Trời mưa, trời gió là bắt đầu trăng dù căng bạt. Cà chua đắt, mua ớt thôi nhá cha. Cà chua hôm nay mấy chục ngàn một ký á. Mua ớt thôi, khi nào rẻ mua nhiều. À, cà chua này lấy đắt rồi. Hôm nay mọi người biết đi chợ mình đâu lấy nhiều cái cà chua không? Hôm nay lấy vào là 500 mấy, gần 600 ngàn một két. Một két của nó là 20 ký cơ bản, nhưng mà về nó còn thất thoát hư hao rồi, mình chỉ tính tầm 18-19 ký thôi. Nó ra gần 30 ngàn ký vốn. Và giá như vậy là mình phải bán từ 35 đến 40. Là thôi buổi sáng bán 40, chiều bán 35 thôi. Thế nào rẻ mua nhiều nhá. À, còn bây giờ là chuẩn bị công nhân ra ca rồi, ca 2 giờ. Để chuẩn bị tới chương trình là đem bó rau muống. Giờ mình đâu dọn cái ổ này rồi, đâu cái chỗ luôn. Dọn cái chỗ để lấy cái chỗ gọi như là nghỉ ngơi, nay chim bán hàng tám chuyện. Đợt này Facebook nó bị vi phạm rồi nên siêng bán trên TikTok, anh em xem anh em có thể lên TikTok Minh Rầu của Tích Xanh ấy, anh em mua sản phẩm giúp Minh Rầu nhé, nước giặt bởi như đó đó, mình nghĩ là chất lượng sẽ không làm cho anh em thất vọng đâu, hàng Việt Nam chất lượng cao, giá tốt. À, nước giặt Minh Rầu đang chạy chương trình giảm giá xuống cực sâu cho anh em nhé, mà khi là bán 165.000 can nay bán 145.000 can, chạy một chờ thời gian. Nước giặt xả rau đợt này buôn bán thì cũng tàn tàn rồi. Giờ mình đấy, buổi chiều giờ là 2 giờ thiếu à. Giờ bày hàng sẵn sàng rồi. 2 giờ công nhân người ta ra. Đừng thiệp nói phụ cái gì cho má nói mỏi buồn, mới đấy biết nói gì hay tôi bí tưởng. Mày thiệp có phải bán gì không anh? Mày giao cho nó gì không? Đó, chiều nay giao cho nó rau muống cho nó hết rồi. Chiều nay ráng bán ấy, khoảng 10 bó rau muống để gỡ tiền dây, tiền bỏng cái thiệp. Ừ, không gặp em nào đẹp đẹp cho hết đi. Đó anh em thấy đó, đống rau muống cho đó, còn rau bán là mỗi thứ 2-3 ký, 3-4 ký. Nói chung thì mình cho rau thì mỗi người có một góc nhìn khác nhau. Có người kêu mình cho rau là để câu khách, cũng có phần đúng. Mình cũng hy vọng rằng mai mốt là mỗi nơi có một sạp rau vừa bán vừa cho như vậy để câu khách. Cho vậy chứ bán buổi chiều kiếm 5 củ đến 10 củ anh em ạ. À, hàng mới nay thì nó có cỡ này thôi, chưa neo khổ qua. Hàng hôm nay thì đã nhấn lên tí rồi. Anh em thấy không, hàng bán là mỗi thứ cơ bản, ớt sợ ra, không có nhiều đâu. Mướp này là mướp ế nòi 3 ngày rồi đó. Bây giờ mướp chết. Mướp ế nòi 3 ngày rồi đó. Mướp rồi. Mướp mới bán thì sáng hết rồi, mướp mới còn có mấy trái này. Đây này, mướp mới này, còn có mấy trái thôi. Đấy, mướp mới còn mấy trái này, còn mấy trái này là mướp mới hái trong kêu 3 ngày. No. Ừ. Đấy. Này là mướp châu nhá anh em, chứ phải mướp hương. Mướp hương thì ngon hơn, mà mướp hương nó không có đều đâu. Thôi để tí nữa, ca 2 giờ chuẩn bị ra rồi. Rau muống miễn phí cho công nhân, ai cần đến lấy, bốc theo thứ tự từ trên xuống dưới, không được bươi móc bẻ bóp, ai bươi móc phạt 5k, còn bị la. Cà chua đắt lắm, đừng có mua. Nước giặt xả Minh Rầu, hương thơm dài lâu. Rau muống hôm nay bó, cái bó nó giảm xuống nhá thiệp nhá, khoảng tầm 7-8 nạng thôi. Tại vì nhiều người ta chê bó to quá ăn không hết, người ta cứ kêu tách ra không. Cứ một bó vậy, bó khoảng tầm 6-7 bó vậy đó. Đây nè, đây nè. Giờ ăn có chữ thề thì ông ấy đâu mà. Sau đó là Minh Lầy. Thầy bó được khoảng bao nhiêu bó anh? Khoảng 250 bó thôi. Một bó của nó là 5 ký, mà mình bó một bó 7-8 nạng thì 10 bó là
khoảng tầm một bó của nó thì khoảng tầm 7 bó đi. Khoảng tầm 100 năm, 100 mấy chục bó. Trăm mấy chục bó. Hồi trước thì thu nhập nhiều cho nhiều, mà bây giờ mà lấy về cho nhiều thì không hết đâu. Không có công nhân. Không có người lấy đâu đó. Bây giờ mà muốn lấy nhiều 40-50 bó mà để mà cho mà người ta lấy hết thì chắc phải cho người ta lấy tự do. Thì mới hết được. Cho lấy dùng á. Cho lấy dùng á. Sau đợt dịch công ty nó giải tán nhiều. Công ty đổ nợ nhiều, mình cũng sắp đổ nợ theo nó rồi. Du bông bên kia đang công nhân đang ấy cả đình công. Không. Bên nay trên TikTok nó nên ấy luôn. Anh cũng đang tính giải thể bớt nhân viên đây này. Mình đình công ấy. Không. Mình cần như phải đình công, thích đi ngủ nghỉ luôn như đình công làm gì. Kèm với lại chị về quán công ty. Đình công. Mai mốt giảm biên chế thì bớt đi một người để lấy việc là làm. Miếng này ngon hả? Ngon. Để dành em về ăn đây. Chiều và nấu đi. Bé đấy, cái này bé đấy, thêm miếng nữa. Rồi, mini đi. Này người ta ăn một người. Giờ mai mình bỏ ra làm là hai bên. Một bên bó khoảng tầm 7-8 lạng, một bên bó khoảng nửa ký. Và bên này dành cho em là độc thân, mẹ đơn thân. Đúng không Thiệp? Là lúc đấy mà Thiệp sẽ phân tích được à mấy em này đơn thân này này, thống kê này mà kiếm TikTok đúng không? Việc gì chứ anh cứ giao cho em việc đấy, em ok. Ngon lắm. Hôm thứ 7 chị giao có mười mấy bó trong ngót nè, mà bán không được bó nào. Cho thì bay chiều rồi. Giờ em làm sao giải quyết hết trong ngót mới được đưa để em chạy ra đường. Chạy hết mà không đủ bán. Cái nói chắc kỳ này kêu anh Minh lên đâu về em đây ra đường em bán. Bán vậy cũng gỡ được tiền bọc mấy ngày. Được mấy chục bó đâu ngót luôn, em đấy bán được 30 bó không? Nè. Hôm bán đâu ngót đây. Hôm 6 hả? À hôm nay bỏ đồng hóa nè. Nhiều không? Hôm qua chị bỏ không là 13 bỏ mà trong khi đó là nhà bán rồi đó. Nhà bán đưa lên á mà chị bỏ được 13 bỏ đó. Ta cũng gỡ được tiền xăng, tiền bọc. Ngọc nó nói nó qua nhìn thấy, nó cầm lên. Cô làm gì mà 5.000 bỏ, cô bỏ nhiều dữ vậy. Xin nhé. Của cô chắc 3 làng á, nhà con 5.000 chỉ có 2 làng thôi, cô bỏ đi nhiều dữ vậy. Mà nhà có điều kiện với này, rau của thằng Minh chứ rau của tao héo đâu mà. Cái gì đó, người ta sếp kêu sao làm vậy. Chứ có bà gì bảo anh cũng khách lấy cho mày cho gà. Lâu lâu có bà đến xin rau, bà đã xin lấy về cho gà. Mà rau ở đây, rau cho gà thì có rau vụn, rau rụng rời á. Ai mà kêu xin rau về cho gà mình đâu có cho. Đá bẩn hả? Đá bẩn mà cái thùng này người ta lấy rồi, xài đỡ thùng tím nhá, thùng hồng nhá, hai thùng tím một thùng hồng nhá. Này em xài nước Nhật của anh mấy lần rồi? Cả lâu rồi, cả năm rồi đó. Cả năm rồi hả? Này giờ xài rồi đã không cần phải quảng cáo chất lượng đúng không? Đúng rồi, tại giờ em xài nhưng mà cứ biểu em phải mua đây. Ở đây em mua. Chất lượng của anh sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Anh bán hàng gọi như là xài nhiều loại rồi. Đúng không? Bạc và thơm mà khi em giặt tay thử ấy, em sẽ cảm thấy nó độ trơn mướt rồi đó. Bữa nào giặt tay thử ai? 145k x 3 là nhiêu ta? Để qua 450 trừ đi 15 trăm mấy gì 435.000 đúng không? Chưa bê thì có 345 x 3 là 342 với em cứ nhẩm ra 150 đi. Đúng rồi, 435 đúng không? Đúng rồi, 435 435 chứ. 435 chứ. 145.000 can em mới nhẩm là 150 đi. 150 ba. 135. 435 đúng không ạ? 245. 435 thối lại bao nhiêu ta? 65 đúng không? Ủa đó mới đưa anh nhiêu 400 mà. Em đưa 500 thì phải. 500. 500. Thối lại 65 đúng không? Thôi này 70 rồi, bo cho em 5.000 để hên đi. Cảm ơn anh. Rồi ok, em có ăn rau muống vô đấy, rau muống với anh kìa em. Dạ. Ăn rau cạo vô. Dạ, có lấy ghé. Về xài mà cảm thấy chất lượng giới thiệu bạn bè đồng nghiệp mua giùm anh. Thì, giới thiệu ông anh vợ cũng xài. À. Bao má vợ cũng xài. Cảm ơn anh. Xài cho hết này. À. Đưa ông anh vợ nè, đưa nhà má vợ nè. À.
ở nhà còn, nhưng mà nay đang giảm giá em mua tiếp. Rồi ok, anh đang cho chương trình giảm giá một thời gian đó. Anh phải đang lên trên, không biết. Cái trang Facebook của anh bây giờ nó bị vi phạm rồi, giờ đang người ta không biết, nó không cho tiếp cận nữa. Thấy được không, treo được không? Dạ được rồi, được rồi. Ừ, đi cẩn thận, ok nhá. Đi cẩn thận nhá, rớt bẻ mất công này, anh lại bán được thêm 3 can nữa. Em mua bí hay mua bầu vậy? Bí này để 3 ngày rồi nhá. Đậu ve, đậu bắp cũng ngon. 3 ngày rồi, mong sao đâu bí 3 ngày vẫn ngon mà. Gì nữa không? 15 ngàn đấy. 10 ngàn ký anh nhầm, cái này chắc khoảng tầm 1,5 ký. Em ăn rau muống vô đây rau muống kìa. Để dân cân lại có chính xác không? Nỡ cân lại còn có ký tư. Ký mấy thiệp? Đọc to đi coi. 1 ký 3. 13 ngàn. Em đâu lâu đợt này tay yếu rồi. Thôi cứ coi như mình rau chưa nói 1,5 ký nhá. Và 15 ngàn. Em ăn rau muống đấy, rau muống của anh kìa. Em xài nước giặt của anh lần nào chưa? Chưa hỏi, chưa xài nước giặt của anh là nãng phí nữa. Xài thử một can đi, mai mốt về mê á. Hôm nào gần hết nước giặt ra mua thử ủng hộ một can nhá. 165 ngàn can, giờ đang giảm giá còn 145 ngàn can à. Can 3,2 ký á. Chất lượng sao không làm tụi em thất vọng đâu. Em này mua nước giặt lần nào chưa? Chưa, hôm nào mua thử nhá. Mua thử đi, chất lượng sẽ không làm tụi em thất vọng đâu. Còn lấm rơm này đẹp quá nhỉ. Lấm rơm này bán 10 ngàn nạng đi. Bán 9 ngàn khó nhân tiền quá. Nó giao 7 mấy ngàn rồi bán 10 ngàn nạng đi. Còn cái loại nấm lở, nấm nhọn đầu ấy, nó rẻ hơn tí. Thôi bán nấm này, ví dụ còn ế này 1-2 ký thì sáng mai bán được. Nên nấm kia ế là mai khỏi bán luôn. Em nên làm ca 1 hả em? Tuần sau làm ca 3 hay ca 2? À ca 2 à. Em ăn rau muống, vô lấy rau muống về ăn nhá. Lấy xong đi rồi tính tiền rồi chưa? Bán xong rồi. Xong nữa hả? Dạ. Chắc cũ chưa? 10 ngàn đi. Cân lên mấy câu nó còn là 9 ngàn nữa. Em đâu muốn vô đây đâu muốn với anh kìa. Có hành trong ấy, em vô trong lấy. Em có mệt nên võng, em nghỉ tí rồi về. Cho mưa. Nhớ nha, khi nào hết nước Nhật ra mua can về xài thử nhá. Chất lượng sẽ không nào em thất vọng đâu. Em mua lần đầu can, lần sau em mua cả thùng á. Đó gì chị? Không mua, em tìm năm gì sau em? Không có cơ hội đâu nhá. Tìm gì? Mua đi, có năm sau anh phá sản nè. Bán đâu. Anh Minh Râu sắp phá sản nữa. Ừ. Ừ. Quên đấy, không bật cái loa lên cho người ta vô, người ta lấy rau để tối không thớt. Đưa nha. Ở đất lèo mà là cho rau. Rau muống miễn phí cho công nhân, ai cần đến đây bốc theo thứ tự từ trên xuống dưới, không được 10 móc bẻ bóp, 20 móc bắt 5k, còn gì là cả chùa đắt lắm, đừng có mua. Cà pháo rẻ mua thoải mái đi nhá, đừng có ngại, có cà chua đắt đừng có mua, mua thôi. À, cà pháo mua thoải mái đi. Mấy bữa đó anh mua mấy tạ cà pháo về em cho mấy em, mỗi em ký về ăn. À. Cà pháo rẻ mà đâu đắt đâu, 15 ngàn ký à. Có đợt nó rẻ lắm, có đợt 7-8 ngàn, 5-7 ngàn. Nó mà rẻ xuống 3-4 ngàn là anh cho, anh không bán. Thiệt mà em biết đấy, anh mua chưa qua các mặt hàng nào mà anh bán 3-4 ngàn ký đúng không? Nó mà rẻ anh lấy vô 2-3 ngàn, 3-4 ngàn anh cho không à. Có rau rồi này mưa nó hơi mắc tí, cà chua rồi này nó lên lại rồi. Lấy ký rồi cho thiệp. Mấy chai nữa, 2 chai nữa. Rau muống miễn phí cho công nhân, ai cần đến đây bốc theo thứ tự từ trên xuống dưới, không được 10 móc để bóp, 20 móc bằng 5k, còn gì nè. Em ăn rau muống không? Này bó rau muống nè. Được nhận dạng bắt đầu. Ông mệt không nên võng, ông nghỉ tí. Sốc kỳ ra, lúc nó đẹp á, người ta không mua đâu, để 3 ngày người ta mới mua.
0.5 à? Kỳ cục rồi. Nếu là 5 bầu này, bầu đẹp này nay người ta mua đâu, để 2 ngày sau ế xấu xấu người ta mua. Ờ, chắc vậy quá. 7.000. Em, xài nước giặt của anh lần nào chưa? Chưa. Khi nào mà xài hết rồi ra mua thử can về xài nhá. Ừ, mai mốt cần thì mua, nay không cần được có mua. Khi nào gần hết là ra mua can về xài thử. Về xài là mê luôn đó. À, thật mà, anh là người bán hàng uy tín mà. Không lẽ bán hàng ngày, hàng năm bao nhiêu đây là bán đồ đẻo tụi em đi ngang thì em chửi à? Đúng không? Lần đầu tiên em mua một can, lần sau em mua một thùng là bình thường. Khi nào gần hết thì mua. Mua nhá, không năm sau không có cơ hội đâu. Rồng một bên phía công nhân 2 cần thiết lấy bóng theo thứ tự người nhân dụng người không được 10 bóng để bóng 20 bóng bằng 5 ca còn ra cả chùa đã làm được có một được nhận giả mất lâu hưởng thường dài lâu. Đấy đi em. Mấy giờ rồi ta? Bông tơi không anh? Cái gì? Bông tơi á. Bông tơi hả? Bông tơi bán hết rồi. Sáng này nãy có 3 tạ bông tơi người ta mua hết rồi. Mai trưa này cho ký nhá. Anh đang muốn chưa đây, đang muốn với anh kìa. Cái gì? Hên xui à, mà thôi ghé đây mua đi, khỏi mất công vòng rồi đấy. Cái cháu? À nhà trong đó hả? À trong đó vòng về đấy mua được. À, ở đấy ghé mày hết rồi, kế bên xung quanh sạp rau nhiều lắm. Em mua hồi qua làm gì em? Cái gì? Nhồi thật đó hả? Sao mấy bữa trước nó rẻ, mua này nó mắc mua chi vậy? Mua thêm, hôm qua còn nhà mắc giá. Sao mấy bà toàn thèm nó mắc không kìa? Còn mấy cái nhà mua thêm nữa. Hôm thứ sáu thứ bảy tôi sổ 8.000 đến 10.000 ế lòi với là không mua. Không bữa mua còn 3 cái nữa. Gì nữa không? Suy nghĩ kỹ nha, tính tiền có một lần nữa không có lần thứ hai đâu. 6.000. Thôi đưa 5.000 đi khỏi thối cho nhanh. Con đâu muốn vô đây bỏ đâu muốn với anh kìa. Nó đúng đâu muốn chồng á. Hôm nay mình thử coi như là không kêu bạn miễn phí coi như là rau muống hay là có mọi có hết không nhá. À, hôm nay khỏi cần phải kêu bạn miễn phí ra. Ôi, mệt và vắng năm nghỉ. Ừ. Mệt và vắng năm nghỉ tí vậy. Dạ. Này rau muống này ai xin thì cho nhá, ai mua thì bán. Bán 5 tỷ bỏ được rồi. Đừng bán mắc quá. Bà già ở đâu ấy? Bà già ở đâu ấy? Bà già mới trúng số hay sao mình lâu không gặp bà già? Không trúng số đâu, gặp. À. Gặp lắm à? Không, lâu quá hôm nay mới gặp bà già. Ờ, con từ thứ hai đến thứ bảy ở đây mà. À, vậy chắc là cái lúc mà con sỉnh quá con nằm ở trong á, hay nằm ở trong này. À, dạ. Con được cái khỏe mà được cái dạ. Dạ. Khỏe lắm. Từ vui hả? Dạ dạ. Bà già có ăn rau vô lấy rau về ăn kìa. Đi ăn. Đi đâu ấy? Dạ tôi sợ rồi. Cho hai chó kiểng ăn. À nhà có nuôi chó kiểng luôn hả? Mà nhà đại gia người ta mới nuôi chó kiểng không á? Thấy nó thương quá thì nuôi mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi hả? Nó què rồi, nó không ngoái nữa. À, dạ, 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 đi về. Dạ. Mấy tháng nay giờ mới gặp bà già. Ăn nửa, em cắt nửa rồi. Cái nào ngon? Ừ. Cái nào cũng ngon, cứ nuột nâu nào như... Với chị. Với chị. Cứ bảo không mềm, cứ nuột nâu nhỉ? Đấy, nguyên cái. Đấy, nguyên cái hả? À. Có đâu rong không em ta? Có. Có. Mày hát không? Nên.
Chú Ân bật cái loa lên cái. Rau muống miễn phí cho công dân, ai cần đến đây bốc theo thứ tự từ trên xuống dưới. Không được 10 mắm để bóp, 20 mắm hoặc 5 gà còn là cả chùa đắt lắm, đừng có mua. Buồn. Rảnh quá giờ làm gì ta? Quay TikTok đi ha, Thiệp ha. Dạ. Giờ quay TikTok đi. Bà cầm ra muốn bảo chị ơi mua giùm em, cái em bị bom hàng mà bà bom hàng bà không muốn. Người gì đâu mà đi đâu hết rồi. Ngọc ơi, người đi đâu hết rồi con? Cái xô nước đâu Thiệp ơi? Lấy xô nước đây, nhúng cái đầu rau này vào cho tỉnh này coi. Cái rau cải cúc này là nhúng mỗi cái đầu thôi, đừng có nhúng hết là nó sẽ bị nảy, nhúng mỗi cái đầu này thôi. Nó tỉnh, 5 phút sau nó tỉnh như là sau cơn mưa luôn. Anh ăn rau muống mưa ủng hộ, em bỏ rau muống, hôm qua em bị bom hàng. Mưa ủng hộ em bỏ. Qua bị bom gần 20 bó rau muống. À, bà Tuyền, nói này. Đâu ấy? Đi đâu ấy? Mua rau này, lấy vào trong cân tính tiền đấy. Đừng đi thăm tôi thì ngồi đây tâm chuyện với tôi đi. Nay giao này cho bà chị bà bán. Bà bán sao có lời nhá. Tôi lấy hàng hết 10 triệu đấy. Bà bán sao được 15 triệu ơi. Anh em thấy không? Thời buổi công nghệ, một người bán, hai người giám sát. Sao ai đưa tiền đổi cho bà tiền. Nhiều nữa. Sao ai đưa tiền? Em. Hỏi thăm này đây. Ngồi đây hỏi thăm này đây. Hoài vậy. Đang bận tán gái cứ đổi tiền hoài. Đưa ra đây. Bấy nhiêu á? 300. 500. Công ty mới nắn đường xong. Tao nhìn bự như tài. Con nhỏ kia đâu rồi ta? Con nhỏ đẹp đẹp nó vừa đây đâu rồi ta? Con nhỏ đẹp đẹp á. Con nhỏ đấy hả? À. Rồi đấy hỏi thăm xíu coi. Đi đâu lâu nay mới ghé anh em? Qua đây. Dạ. Chồng nhốt. Chồng nhốt hả? Chồng nhốt có nhà. Đồ ngon rồi, có chồng nhốt là ngon rồi, tưởng đâu không có chồng nhốt. Chồng nhốt là ngon rồi. Đi. À. Em. Thôi vô cần tính tiền đi. Đầu bia đắt mua thôi nhá. Mua ký đồ đại thôi, đừng có mua 2 ký. Đầu bia đắt mua ký thôi, đừng có mua 2 ký. 35.000 ký. Đầu ve tôi nhớ không lầm là tôi bán 35 với lại 30 cách đây khoảng tầm tuần 10 ngày rồi. Còn mua cái loại rẻ thì nó xấu. Mua ớt thôi, 5 lạng nửa ký, ký đồ lại thôi. Mua gì nữa không? Mua gì nữa không? Cái này gần 7 lạng rồi. 20. Này 7 lạng yếu. Tôi thử cân lại rồi, tay nghề tôi có chính xác rồi. Cái này 6 lạng rưỡi rồi. Mấy lạng đọc to đi coi. 5 lạng rưỡi. Mấy? 5 lạng rưỡi. 5 lạng rưỡi à? Má chặt chặt hết nửa, hết lạng. Rồi bốc miếng nữa 20. 20.
tay tôi lâu lâu nó bị sơ suất yếu xíu. Rau muống miễn phí cho công nhân hai cân hiện nay bốc theo thứ tự từ trên xuống dưới, không được tuổi bắp mẹ bóp 20 bắp bằng 5 gà. Gà chung và đám lắm cần có muống. Thẹp ơi, hôm nay giờ nhiệm vụ của em làm sao mà bán hết mấy cái bó cà rau cần đây đây? Bán được không? Lâu cần họ xả thịt bò bây giờ bảo. Nhiệm vụ bán rau hết đống rau cần đây đây. Về mua thịt người ta không có thịt dùng bất cứ cách nào cũng được. Thì mua gì bé? Mua gì đừng có mua rau cần nhá. Em có rau cần lấy bó về ăn anh trò. Chị ăn rau cần không? Cho bỏ rau cần nữa. Rau cần nó giặt bán mà. Bán đi cho rồi. 8.000 bỏ đấy. Ở đây ai xấu trai nhất em đưa cho người đó. Và cháu chỉ cân nhá. Kêu xấu trai nhất. Thôi 7.000 được. Rau muống miễn phí cho công nhân 2 cân hiện nay. Có 3.000. Sao lại em nhỏ kia đưa cho em bước kêu phải cân mà không cân? Có cân không? À. Má kêu ai xấu trai nhất được người đấy cân. Nhìn anh xấu thiệt hả? Càng ấy. Trách nào ế từ bữa giờ. Cái gì? Em mới bảo em xấu thiệt. Má là gì? Bảo trách nào ế từ bữa giờ không ai lấy. Đấy thì em. Ồ. Oh. Nấm rơm tình hình hôm nay không ổn này. Thấy chưa thấy ai hỏi nấm rơm hay sao á? Dạ 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 dạ. 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 Tìm gì nữa không em? Cải chua đắt lắm nên khó mua. Nước nhật bản mình giàu, hương thơm dài lâu. Chợ đời gì đâu mà, é loài rồi. Bà già đi đâu ấy? Rau muống đầy đem vô nãy mua đâu vậy? Đâu, có lấy chung này năm nãy á. À, tưởng đâu mua ở đâu chứ? Có đâu, tại nãy lấy á. À, tưởng đâu bà già mua ở đâu chứ bà đi ngang đây rau muống đầy đây à, mua chi? Mày, mày, à rồi rồi thấy rồi, thấy cọng dây này nhận ra rồi. Ok rồi, về đó về cho sớm chợ. Về rồi về đó cho sớm chợ lấy ra thêm rau gì nữa không? Không. À hôm nay làm gì mua thằng trái cây mày cúng hả? À, đâu thâm nhang hay gì? 15.000 2 kg mua gì? Ờ đúng rồi thanh long rồi này đang rẻ mà. Dạ ăn hùng rồi nó làm ở đâu? Thì nó về trong năm rồi ngoại ra à rồi. Dạ về đến đó làm đó. À vậy cũng được. Giờ bà cô ở bên mình rồi, má ở bên mình hả? Ăn nó muốn đây, miếng nó muốn ăn. Kiếm ông nào về ở cho đỡ buồn. Ông nào mày chỉ ta coi. Dạ. Nó về nó làm, nó lâu lâu nó hỏi má anh bén được không? Là bên này lắm. Má thấy đi ngang đây. Tối dọn hàng về còn nguyên nữa, hàng cho thì hết cái hàng bán rồi. Nhiều thằng đi ngang nó hello chứ mình đâu mình không biết đó là ai. Cháu chắc không. Thôi má về đi. Dạ dạ, anh đâu ra anh ra thấy đâu gì thấy đâu về anh. Thì đó thì hết tầm dạ. Lên tại có một mình đó. Dạ. Cái với gần bên con đó, nó đi chùa đồ quét cũng chay đồ ăn một còn cái gì ăn mà nó không có ăn được đâu. Dạ. Em mua gì em? Em ơi. Xe kia chạy sướng lắm đúng không? Bữa nào cho anh mượn em đi chở anh Ghệ đứng cà phê nhá. Có trẻ đôi, trẻ ba cũng được. Đem vào trong bộ phận chăm sóc khách hàng người ta trẻ nhá. Nhớ nhá, bữa nào anh mượn đi xe nhá. Cái gì em? Nơ đó hả? Nơ đó đợt này đắt 45.000 ký. Có hôm 50, có hôm 40. Này nằm giữa 45. Nơ Trung Quốc ấy nhá. Nơ xanh, nơ trắng này đều nơ Trung Quốc hết á. Ăn cái khác đi, khỏi ăn lơ, lơ đá lắm. Cái gì em?
Con ve 35.000 ký. Tìm gì em? Dưa hường không có. Mua làm gì nhiều vậy? Ăn hết không? Giờ vào trong cần nữa. Còn 3 cây nữa, lấy luôn 3 cây đi chừa này, cây khó bán. Bảo Hệ ơi, 3 cây nơ đấy tính 40.000 ký nhá, được tính 50.000 giống sáng. Gái đẹp về tính 40 thôi. Tôi bán 45.000 rồi, lấy hết tính 40 thôi. Tìm gì em? Không có khoai sọ phải ghé thăm ăn xin cộng hành cộng ngò trái ớt rồi về chứ ai bảo đi ngang vậy. Còn hai cái võng trống em nào mệt nên võng nằm nghỉ ngơi nhá. Nó có hai võng thừa cho tụi em á. Thiệp chưa bán được bó đông cần rồi chưa Thiệp? Giờ đến tối kiểu gì chả hết à? Thời sinh viên của anh nhìn thấy chiếc áo móc anh ước, sau này ra SH. Người thì như cây tăm ấy, đi xe to đùng. Ở nhà có chiếc hả? Có chiếc hả? Mày mới ăn mua cho chiếc nữa nha. Em không mua. Rau muống miễn phí cho công nhân ai. Em ăn rau muống, lấy rau muống về ăn cho vui em. Trời, lấy bỏ về ăn cho vui. Cả chùa đã tắm được rau muống. Cái gì? Cái này bữa em gặp lá xong năm xưa ăn. Ngon mà. Thường á. Hàng của anh nàng mới dịu ngon nữa đó. Cà chua đắt mua thôi bé. Vừa lắp có mệt không nên võng nằm nghỉ thế nào. Bí đỏ đợt này hơi đắt đấy em. Hôm nay tốn công nghe trang bạt trang dù từ sớm mà trời không mưa. Cả chùa đắt lắm đừng có mua. Nó muốn ăn về ăn kìa em. Tám ngàn thôi. Nếu hai bó lên 15.000. Bó ăn thấy bà rồi.
Bóp hả em? Cái bọc này này, bọc đấy to lắm, bọc đấy đừng to. Không an toàn, người người biết thì có người đi ngã ngoài. Đậu bắp hôm nay hơi xấu, mua nhiều nhiều tí. Về nỡ mấy cái trái mà không ăn được ấy, bù qua. Đậu bắp này là hôm qua còn lại á. Qua chủ nhật bán ế quá. Gì nữa không? Suy nghĩ kỹ giờ. 6.000 đi em. Em ăn rau muống vô đấy, rau muống với em nè. Đóng trong á. Rau muống miễn phí cho công nhân hay cần tiền đầy bóng đầu tư tự trên đồng người trong lúc mình bóc để bóp 20 bóng bằng 5 ca có thể là tất cả nồi đã làm được có 1. Không có 6.000 nữa, quên rồi, không có 4.000, thôi 5.000 đâu không em. Em ăn rau muống vô đấy, rau muống rồi ăn kìa. Trong á. Ừ. Bọc đấy bé, lấy bọc bự xanh nè. Biết nửa mướp không? Không biết nửa hả? Trái này là trái ế 3 ngày rồi, thấy không? À, nợ cái trái xanh, cái xanh kìa, bỏ cái này, cái này. Trái kế bê cho đẹp. À, trái kia, trái kia. Rồi, đúng rồi. Đó, thấy không? Tin gì em? Bọc vàng hoặc bọc tím á, bọc đến bự lắm. Đến nửa chưa neo không? Đến nửa không? To mà dài á mới ngon. Giòn giòn á, ngắn nó dở lắm, ngắn nó mập ú lù dở lắm. Đừng có nửa mấy trái cong nha, mấy trái cong ăn dở lắm. To dài giòn giòn mới ngon. Tìm gì em? Hôm qua hả? Đó, bọc đấy, vô đấy đủ ăn không?
không đủ ăn, ăn về nhà anh chở xe nữa đây là nhá. Đậu ve đắt 35.000 đấy không? Dạ. Đậu đúa hả? Rẻ hả? Có bầu bí rẻ. Bầu bí khổ qua rẻ. Đậu đúa cũng rẻ không có đắt. Đúng rồi, đậu đúa có 20.000 ký à, bình thường. Chưa đầy bọc em. Có mình nữa hả? Dưa néo hả? Dưa néo 15.000 ký thôi. Nấm rơm này như chưa ai mở hàng đúng không ta? Bảo Huệ ơi, từ chiều giờ ai mở hàng nấm rơm chưa? Chưa đúng không? Rồi tối nay về ăn nấm luôn đó. Quẩn như con chuồn chuồn. Cái neo tính 15 thôi. 35 đi con. Cà chua của ai đây? Cà chua này đắt tiền nhá. 27.000. Cà chua này 50.000 ký á. Cà chua này 35.000. Cà chua đắt lắm, đừng có mua. Đừng dành dạng bên đâu. Cái này 26. Có thằng kia nó dặn lấy một thùng nước giặt đem lên bồn nước cho nó giặt đi giặt lại mấy lần chợ ăn mình quên mà chưa thấy nó đến đâu đấy. Có khi nào nó quên không ta? Điện này nói à? Nhiều số quá giờ không nhớ số nào mà điện thế này. Bỏ đấy chỉ cần đem cần gì em? Đưa bà cân bà tính tiền mắc lắm, bà ấy chỉ có chai bà tính rẻ thôi. 17.000 đấy. Cứ 2.000 đen thối là cho 5.000 là dễ. Em ăn rau muống, mày ăn kìa. Bán hành không? Không ăn hành. Chỉ có rau muống, về ăn kìa. Bà đứng bà ngại, bà đứng xuống mấy kia để bà đứng. Em thấy mà, em là món em thấy mà. Không em chạy chạy. Nhiều người người ta cứ lấy 2-3 lần mà 2-3 lần em nhìn em biết mà nhắc nhở. Lâu lâu em quạo quạo, em na, mình thầm nhắc nhở. Vô nói gì? Có cái bình đó chị lấy đừng ơi. Dạ. Bà mập quá cho bà đi giảm cân đi. Bỏ cân đi. Tập cân đi chứ mai mốt nỡ thất nghiệp mà đi bán rau. 14.000 em. Tôi vận động từ sáng là 2-3 giờ sáng tôi vận động rồi. Nửa đêm tôi còn phải tập thể dục nhịp điệu nữa. 14.000. Nửi thối quá, văn ế quá, nửi thối thối đây. Đó, khu vực tiền chắn bỏ vào, khu vực tiền nẻ bỏ vào. 50.000, 14.000 này tầng ấy lại 36.000. Lấy đi.
Đông lộ này, ở đây tôi có 3-4 cái camera chạy bằng cơm nó quay mà. Chợ sao đợt này người đi đâu hết rồi chứ nhỉ? Con rau muống, rau muống với anh kìa. Còn có bình thôi. 15.000 thôi. Cái này khách nó đặt rồi giờ nào? Em móc ra bán. Móc ra bán đi. Mày cho cái đấy nó neo cây luôn đi. Bán ra đi, bán cho chị 2 bình. Bán 145.000 thôi. Giảm giá thời gian, mai mốt lên giá lại. Cái này lấy thùng đi. Lấy thùng nhá. Này biết rượu đấy. Hỏi chị có xài nước giặt của anh lần nào chưa? Này, nhìn ở trong túi càng sau ngoài dễ thương nhỉ, đâu có nỗi nhỉ. Em hả? Ngày nào cũng coi. Thiệt đó hả? Em có nước dưỡng có lúc hiền lắm, lâu lâu không hát dữ rồi. Tôi ngày nào cũng coi mà cũng dạ. Ông này nhìn ngầu quá. 45.000 rồi nhá. 508. Mấy chân bước đâu rồi? 4.000. 4.000 hôm nay còn 145 mà. 20.000 ký 2. Có vẻ mềm á. Có vẻ mềm đấy, 20.000 đâu rồi. Hàng cứng nó rẻ hơn với hàng mềm đâu rồi. Ngột đó chị. Dạ. Rau muống miễn phí cho công dân, ai cần đến đây bấm theo thứ tự từ trên phần dưới. 508 đúng không con? 508. Đúng rồi. Cảm ơn chị nhá. Cảm ơn chị nhiều nhá. Mai mốt giới thiệu hàng xóm đồng nghiệp mua ủng hộ em nhá. Đang có chương trình giảm giá đó. Thì có ăn mua đi, có mày mốt phá sản đó giờ á. Ăn lâu không muốn không? Ấy, rau muống được á, lấy bọc. Không có lấy bọc. Bọc này đóng hàng. Bà cầu tôi bán hết hàng đi, tôi khỏi cần ấy. Gác lên xe đi. Thằng kia nó dặn một thùng nước giặt mà giờ nó chưa đến, tí nữa nó mà đến chỉ nó về trụ sở chính cho nó lấy. Chỉ nó về đấy lấy luôn. Bắt nó phải về đấy lấy. Mấy nó muốn ăn nha con. 9.000 đấy. Mấy cái 9.000. Dạ. Cân lên mất công còn 8.000 nữa. Nhà chị ở gần đây không? Chị hay coi YouTube em hả? Coi. Không. Xong cười. Không. Em là em nhiều lúc em không biết quay cái gì đó. Không lẽ giờ cứ quay đi quẩn lại chập rau cái gì đấy rau. Giờ cuộc sống của mình bao nhiêu năm nay nó cứ vậy, mình không phải người sáng tạo nội dung á. Mà không biết quay cái gì đó. Dạ. Có võng nghỉ ngơi là chị nào mời đến võng nằm nghỉ nhá. Dạ. Dạ có rau muống chị lấy đi. Không muốn rồi. Dạ. Ghê quá. 10.000 nữa rồi. Đơn nữa có sao đâu. 3.000 lẻ. Ôi lấm rơm hình như hôm nay bị hẹp ra đốt viết lấm rơm rồi. Sổ nhá. Sổ lấm rơm đấy hả? Sổ vốn. Lấm rơm thế nào hôm nay là không thấy ai mở hàng. Mấy trăm ngàn tiền lấm rơm. Đây đây đây, 2.000. Chị xem chị nhớ thả tim một nai với chị nhá. Dạ cảm ơn chị. Em ơi. Lấm rơm chưa bán được nạng nào, ai mua dùng nạng mở hàng cái nào mà. Có bọn có đấy. Đấy. Tối về lại phải ăn. Đấy mà. Dạ. Em ăn rau muống không? Cái gì? Không lấy rau muống không? Dạ. Thôi chuyển cho ăn nấm đi bữa đi. Chị thấy không, em cho là cho rau nhiều lắm. Không bao giờ cho 5-30 ký. Em cho là cho hàng tạ không à. Nấm bán 10.000 thôi. Của em mua khổng qua này về làm gì á? Vâng. Cảm ơn chị. 9.000 thì lấy một nửa đi.
đang tính lấy 10.000 mà thấy nó vào là 8.000 thôi. Dạ cảm ơn chị nhiều nhá. Khi nào mà chị hết nước giặt mua thử một can về xài thử nhá. Nước giặt kìa. Cái gì? Chị ăn ký đúng không? Nó mới hái xong thật. Chờ lâu quá anh tưởng đâu em bom hàng ăn vừa cái thùng kia bà kia ăn thì vừa ấy à. Em biết nhà không? Chơi, chạy về đấy mua lại, chạy về đấy lấy thì vợ anh đang bán đấy. Cái thùng anh vừa khui ra là người ta hỏi, mấy người hỏi. Chạy về đấy đi mà đây. Anh vừa nói kia bảo biết tí là kia nó có đến hay không nhá. À biết nhà không? À, rồi, ghé vào đây lấy dùm anh đi. Lấy đang muốn em. Đây này, mấy người hỏi xong mà hôm thứ ba chờ này lâu quá, biết là nó quên hay không? Ai rồi về à? Thôi để. Anh không có nhớ số. Nhưng mà giờ anh không có nhớ cái số ngày người ta nhắn anh nhiều quá, anh không có nhớ. Chạy về chui sở chấn nhá. Mai trả cũng được, có okay. Gì đâu. Khó khăn rồi. Xài nước giặt của anh mấy lần rồi đúng không? À, sao ok đúng không? Không ai khó khăn với ai hết. À, đúng rồi, hàng tím mới về hôm kia. À, đúng rồi, hàng tím. Mai đi ngang trả được đâu sao? Em Minh ơi! Gì? 8.000. Cái gì? 8.000 hàng lớn. Ai trả giá 8.000? Không ai trả giá, bớt được thì bớt, không được thì thôi. Cái gì? Nói nghe đừng chửi. Thì bớt, không được thì thôi, tại vì đang nghèo. Đang nghèo hả? Dạ. Nghèo cỡ nào? Cỡ gãy xương 2 tháng không đi làm. Dạ, mở khẩu trang ngó xin gái bớt đi. Thôi già rồi, xấu gái lắm, đầu ba thứ tóc rồi. Đừng có nhìn. Thôi nói đùa. Lấy đại 8.000 cũng bán, chứ tí nó bán 5.000 rồi. Trời đất ơi. Nó giao cho anh 70.000 rồi đó. 75.000 chứ nhờ. Nó kêu giao giao cho quên rồi đó. 75 rồi đó. Không, tại vì nghèo quá mới học cái thôi chứ không có mua bán này không có trả giá. Nghèo quá mà anh nằm sang vậy. Phải đâu, ăn lắm ăn chay. À, ăn chay anh treo nhé. Biết rồi, chiêu rồi. Nè mẹ. Anh tính tiền nè, tính 8.000 thì đừng có tính 10.000. Ghé chú sở chính mua giùm anh nhé. Tôi tính làm ở đâu? Vừa bán xong. Ông vừa bán xong cái thề. Mấy người hỏi á, này đem lên ít quá. Bà kia bà hỏi mua xong nữa. Ủa mấy giá xuống hả? À, nay tính giá đang chạy chương trình giảm giá xuống 145.000 một thời gian để kích cầu. Anh cũng muốn giảm luôn đó, chắc là giảm luôn đó. Giá xài ok mà đúng không? Rồi ghé chú sửa chính đấy đi. Cảm ơn em nhá. Rồi. Thằng em nó giận nước giặt mà mình quên, mình không nhớ biết nó ghé lấy hay không nữa. Mày biết sao không? Quên đi quên về mò lắm, gặp khách đẩy luôn. Ủa nãy ba nè, nãy ai kêu lấy nước giặt ra? Mà anh cho bỏ. Ôi. Cái gì? Nó rơm 10.000. Lấy nửa ký luôn đây. Lấy 2 lạng lắm rồi. Chợ đang ế. Ế lòi này. Vừa nhỏ cái vừa mở hàng lắm rơm xong. Anh chạy to, anh chạy bé. Bé nào cũng được đúng không? Nhắm mắt bốc nhá. Lấy nấm to, anh cho nấm nó bổ to to lên. 2 lạng dư rồi, cái đấy 4 lạng rồi, 3 lạng rưỡi rồi. Nỡ nhiều lấy hết rồi đây, cần bao nhiêu nè? 2 nạn. Cái này mà trời mưa nặng lắm. Trời lắng thế nhẹ. Trời mưa sổ 7-8.000 luôn. Nó miếng hành ngọt. Rồi cảm ơn nhiều nhé. Con rau muống không? Con bầu bỉ gì không? Ê, kiểu này mai mốt là ai mà lấy rau miễn phí phải tăng thêm 5.000 cho nó mau hết. Em ăn rau muống về ăn cho vui em. Ờ, cà chua này mắc lại rồi em. Em ăn rau muống cho lấy rau muống về ăn kìa em. Lấy bó đi anh tặng thêm cho 5.000 nữa. Bà lấy rau muống đi anh tặng thêm cho 5.000 nữa. Phải không? Ừ. À, nó đâu ghé đây thăm anh nhá. Lấy đi anh tặng thêm cho 5.000 nữa. 5.000 mai đến đấy nhá. Mai đến đấy 5.000 nhá. Không, đeo đây.
Ý anh nói nãy mai anh tặng cho 5.000 nữa. Nghe thấy không? Chợ giờ không có người cho nó phải năn nỉ nữa. Ai lấy đâu muốn mai tặng thêm cho 5.000 nhá, mai đến đấy. Chợ mua vắng que. Nay bệnh gì em? Tới ngày đúng không? Tới ngày đúng không? Nay bệnh gì? Nay em bệnh gì em? Bệnh hết tiền cũng nói anh đưa tiền cho. Đến mượn xe đi về kia lấy tiền cái. Xuống mượn xe anh chạy về kho bạc anh lấy tiền cho. Xuống. Đúng rồi, bây giờ để xuống. Để trả tiền là mau rồi có cầm tiền không? Ba nặng. Từ lâu hết rồi anh lên mượn xe anh về chạy ra kho bạc anh lấy tiền cho. 20.000 thôi đó. Rồi. Trong này anh đầy ra. Vậy. Giờ anh móc ra còn tiền tính gì? Thì còn có 30.000 thôi giờ, đó. Giờ anh móc ra còn nữa tính gì? Được chứ vậy. Hả? Giờ anh móc còn nữa tính gì? Trời ơi, để về còn đón con đón cái để mặc quần. Anh đâu muốn không? À, bệnh này cho em mặc quần này em có ngại xuống đúng không? À, thà nói vậy đi để anh biết đường. Kéo xe đi. Đến đẩy em nha. Anh không kéo mà anh đẩy em nha. Rồi, đợi ra đó. Rồi. Đòi nét không? Chợ búa ế lòi, gặp với em. Em mua lấm về ăn chay hay là làm gì em? Sao ăn nữa hả? Chẳng đâu ăn chay anh lấy nửa tiền thôi. Người đi đâu hết rồi em gái? Ờ, anh không biết tại sao mà khoảng 2 năm nay em ngó cái chợ ấy, một dọc ế nòi không có ai người mua đâu, toàn người bán không à. Nhiều lúc tối anh em dọn hàng về nhìn buồn thiu. Đó, anh em thấy không? Một dãy chợ toàn người ngồi bán nhìn nhau, ngắm nhau rồi tám chuyện rồi tối dọn hàng về thôi. Năm nặng lớn này. Dưa neo hôm nay nấy có bọc 25kg mà này còn chắc phải 17-18kg. Nấm rơm lấy có 5kg mà nãy giờ chắc bán được khoảng tầm 1.5kg rồi. Còn 3.5kg nữa. Nhưng nó muốn về ăn. Có muốn gần hết chưa? Chắc còn mấy chục bỏ nữa. Còn khoảng tầm... Tay cho luôn chưa hết. Tối hết giờ. Em ăn rau lấy rau về ăn kìa em. Lấy đi em ăn, anh tặng thêm cho 5.000 nữa. Bé mua gì bé? Cải cúc đưa lên từ trưa giờ cô bán. Ờ, cải cúc không ai mua hết. Tùy cục á. Anh chịu ăn lẩu, anh ăn gì? Em mua khổ qua về xào hay về nhồi? Cái gì? À. Nấm á. Anh bán người ta 10.000 nạng, lấy em 20.000 hai lạng thôi. Lấy hai lạng hay lấy nửa ký? À. Lấy đi anh bán người ta 10.000 nạng, lấy em hai lạng 20 á. Này nấm bốp nha em nhé, nấm bi. Nấm này về kho chay hay gì ăn ngon lắm. Bỏ chung đấy cũng được, tí anh bỏ khổ qua ra. Mua mấy người ăn? Hai người hả? Gì á? Minh Thiệp đây. Hả? 61.000. Chợ búa trong người đi đâu hết rồi em ha? Em ngó cả chợ đó toàn người mua không mà. Có lộn toàn người bán không mà. Đem mà trong cân giùm anh nhé. Trong cái bộ phận chăm sóc khách hàng ở trong.
Shipper ơi. Dạ. Chỗ đấy còn tuyển người không cho ông này đi làm shipper coi, rau dự ế quá, không đủ lương cho chả. Mai cho đi làm shipper đi. Nhà đời bao việc này. Mua món gì đấy? Máy sụp. Ôi, chào người đẹp. Em tìm gì em? À, chợ bán ế, chợ bán lần này ế quá. Chủ tịch sắp phá sản này em gái ạ. Anh đang tính mở thêm mấy công ty nữa nè. Bây giờ em mua gì anh? Đậu bắp hôm nay nó hơi xấu, mua nhiều tí nhé. Đậu bắp này hôm qua nó còn lại á. Lúc nó đẹp tụi em không đến mua, đợi nó xấu tụi em đến mua. Xấu mà kết cấu nó ngon là được đó không em? Em với cháu rồi. Hai thằng này á hả? Mình thêm hai đứa nữa. Hàng này đẹp trai hay. Trả lương công nhân giờ lương cao mà. Thế đó hả? Lương chồng em bao nhiêu? Lương chồng em cao không? Phải không? Bữa nào kêu chồng em theo anh đi, anh dẫn đi nhậu khuê. À, anh có mấy cái đài. À, đi theo anh nhiều lúc cái nhiều là chỗ anh nhậu được á, nhậu phụ anh. Không, vợ dễ thương vậy không bán đâu, yên tâm. Đấy, đấy. Đây khổ qua đây. Đem vào trong cân em. Sao chợ đợt này người đi đâu hết này bé nhỉ? Mưa quá hả? Người ta ở nhà người ta ôm nhau ngủ chứ không có ăn uống gì hết à? Sinh sản hả? Tăng dân số. Tăng dân số hả? Anh thấy ở quê không? Ở quê giúp người tay không? À. 4-5 đứa, 5-6 đứa hỏi làm tại sao? Đâu? Tại vì trời mưa. Trời mưa là tăng dân số. Trời mưa đâu có làm gì được đâu, vô ngủ. Vậy mai mốt em là tăng thêm 2 đứa nữa. Chưa kẹt rồi. Anh em anh cái số làm đấy. Đây lên cân tính tiền nha bé. Đây. Bà đó bà chỉ bà trai bà tính rẻ thôi, gái bà tính mắc lắm. Có vé số đấy không? Không, có bán đâu, từ từ tăng tăng số mới bán, giờ đủ ăn rồi. 15k thôi em. Thế ghê vậy. Đến anh tính em mình đem đi trong một cái bà tính mà 20k đó. Vậy hả? Em ăn rau muống lên thêm rau muống về anh đi. Bà có ăn rau muống, anh lấy rau muống về ăn nè. Dạ không, nhiêu đây là đậu bắp này khoảng tầm 6 lạng, cái này cũng khoảng tầm 6 lạng đấy, về em hứng lị rồi. Cái gì? Anh này bán đại với em, gặp em dễ thương, bán đại với gặp em mà chưa chồng là anh lấy 5 ngàn. Lúc đó thuê em rồi. Thuê em rồi, đúng không? Em ăn rau muống, lấy rau muống về ăn kìa em. Dạ, thôi anh ơi, nhiêu đây là cái củ rồi. Lấy về xào cho ông nhậu. Nhậu tối ông làm, tối làm nhảy hay nhảy, tăng cường nhân lực lên. Không. Sắp sinh đây nữa. Sắp nữa hả? Thôi kệ, lâu lâu đi làm ngang ghé mua ủng hộ anh nhé. Đúng rồi. Em đến em cười cái là anh nhận đây em ngay rồi. Hai nhóc đã học năm mấy rồi? Ráng đi. Ráng đi, mai mốt nó lên đại học đuối nữa. Rồi sắp xếp về. Chào anh em nhé. Anh em thấy không, tình hình buôn bán buổi chiều vậy á. Dơ leo về bọc 25kg này, còn chắc khoảng 17kg, 16kg gì đó. Thôi giờ video cũng dài rồi, bên đâu kết thúc video nhé. Chào anh em. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ bên đâu nhé. Nấm rơm này tình hình này để sáng mai bán tiếp rồi. Này mà để chơi mà dính mưa là căng á. Cải cúc này có ai mở hàng chưa? Chưa luôn. Thôi bè nó cái đống rau muống đi mà nó cho hết đi rồi dọn hàng về nó vừa. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ bên đâu nhé. Bên đâu chuẩn bị tới giờ tối rồi.